20. Tìm thấy rồi. Đây là Tiểu Kim Cang. Đây là mình. Đây là... Cậu được lắm, Cận Hàn. Cuối cùng cũng tóm được thớp của cậu rồi. Không ngờ đó, Cận Hàn. Không ngờ được cậu lại là loại người này. Cậu phát hiện rồi sao? Cậu đoán xem. Hai người nói cái gì thế? Tiểu Kim Cang, cuối cùng mình cũng biết rồi. Sao hai chúng ta đều không nhớ Cận Hàn hồi nhỏ từng chơi cùng chúng ta? Vì sao? Lúc nãy mình xem bức ảnh trên tường rồi mới phát hiện ra cậu ta lại... Cậu ta lại là một tên nhóc tròn trục, vừa béo vừa đen. Thật sự không ngờ hồi nhỏ cậu lại là một tên mập. Không thể nào. Cận Hàn sao vừa béo vừa đen được chứ? Không tin sao? Mình đã chụp lại ảnh rồi đây này. Tự xem đi. Tiểu Kim Cang, đừng làm fan của cậu ta nữa. Lúc bé trông cậu ta như thế, thà hâm mộ mình còn hơn. Bạn nhỏ đen mập này hình như có hơi chút ấn tượng. Hồi còn nhỏ, hình như cậu ấy từng chơi cùng chúng ta. Nhưng đây chắc chắn không phải là Cận Hàn. Để mình xem. Đây rõ ràng là nữ mà. Nhưng cô bé này trông đen đen mập mập. Vẻ ngoài thật sự quá mờ nhạt. Chỉ đen một chút, mập một chút thôi mà. Là nữ sao? Mình nhớ hồi nhỏ cậu ta cứ lẻo đẻo theo sau mình. Mình còn từng đặt biệt danh cho cậu ta. Mình nhớ ra rồi, là... Mình nhớ ra rồi. Người chơi trò ba người bốn chân cùng chúng ta hình như chính là bạn đen mập này. Hỏi đi chứ. Dù cậu muốn hỏi điều gì, mình cũng sẽ thành thật trả lời. Chúng ta không phải bạn cùng lớp mầm non, đúng không? Đúng. Mình đã lừa cậu. Tại sao? Bởi vì mình muốn làm cậu vui. Muốn làm mình vui sao? Ban đầu là để bảo vệ cậu không bị họ quấy nhiễu nên mới nói dối. Không ngờ cậu lại coi đó là sự thật, còn vui tới thế. Cho nên mình nghĩ để một thời gian nữa rồi giải thích. Không ngờ cậu lại quyết tâm tìm lại đoạn ký ức đó tới thế. Mình nghĩ để cậu vui thêm một chút nữa thôi. Kết quả lại thành ra thế này. Mình xin lỗi. Mình không nên lừa cậu. Cậu chỉ muốn làm mình vui thôi mà. Điều này thì có gì sai chứ? Nên là cậu tha lỗi cho mình rồi sao? Nghĩ kỹ lại thì cậu thật sự không hề nói dối. Mọi chuyện cho tới bây giờ đều là sự lầm tưởng của bản thân mình. Không đúng. Cậu tự nói dối một chuyện. Nói dối chuyện gì? Cậu nói hồi nhỏ từng sống ở khu dân cư Gia Hòa. Thật sự mình từng sống ở khu dân cư Gia Hòa. Chỉ là năm 4 tuổi mình đã chuyển đi rồi. Cậu chuyển đi năm 4 tuổi sao? Năm 4 tuổi mình chuyển tới. Hơn nữa là còn vào một mùa hè. Đúng mùa hè năm 4 tuổi thì mình chuyển đi. Nói như vậy
thì chúng ta hồi nhỏ suýt chút nữa là gặp nhau rồi. Sao cậu không chuyển đi muộn hơn một chút chứ? Sao cậu không chuyển tới sớm hơn chứ? Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại có thể tới gần thần tượng của mình tới như thế. Mình cũng chưa từng nghĩ tới có thể trở thành bạn của fan hâm mộ mình. Cậu nói gì? Bạn sao? Lẽ nào chúng ta không được coi nhau là bạn sao? Chỉ là giờ mình không phải đang nằm mơ chứ? Mình và Cận Hàn trở thành bạn của nhau rồi. Cậu được lắm Cận Hàn, lại dám lừa cả tôi. Có chuyện gì? Tôi đã nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Cậu giống gì? Chẳng phải tên nhóc đen mập. Chuyện này thôi mà khiến cậu nghĩ cả đêm sao? Điều này không quan trọng. Quan trọng là cậu phải xin lỗi tôi. Xin lỗi, tôi đã khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm. Sao cậu lại xin lỗi một cách dễ dàng như thế chứ? Sao nào, cậu không muốn sao? Hay là tôi rút lại nhé? Hai người làm cái gì thế? Cậu đến rất là đúng lúc. Cận Hàn căn bản không phải bạn cùng lớp mầm non của chúng ta. Trước đây cậu ta lừa cậu đó. Cậu ấy thú nhận rồi. Mình biết rồi mà. Cậu biết. Cậu không giận sao? Chuyện này có gì đáng giận chứ? Rốt cuộc cậu cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Bùa mê thuốc lú thì không có, nhưng cà phê thì có một lon. Tên này sao mang cả cà phê theo vậy? Nếu nhân còi quảng cáo hay sao chứ? Còn lâu tôi mới uống nhé. Tâm đường tròn A, dùng tọa độ AB để biểu thị. Độ dài của bán kính R bằng khoảng cách từ điểm M bất kỳ trên đường tròn đến tâm đường tròn A. Đường tròn tâm A chính là tập hợp. Đây là công thức của nó. Ta có công thức tính khoảng cách giữa hai điểm điều kiện phù hợp của tọa độ điểm M. Có thể dùng công thức này để biểu thị bình phương hai giới của đẳng thức này sẽ bằng cái này. Được rồi, tiết hôm nay dừng tại đây. Tan học. Cận Hàn, mình cảm thấy dạo này bài học rất khó tiếp thu. Định sau khi tan học đi mua vài quyển sách bài tập. Cậu giới thiệu cho mình vài quyển được không? Sách bài tập mình dùng có lẽ không phù hợp với cậu, nhưng mình có thể đi mua cùng cậu. Được đấy. Hai người muốn làm gì? Bọn mình đi mua sách bài tập. Không được. Tại sao? Bởi vì cậu phải ở lại dọn vệ sinh. Hôm nay không phải là do cậu trực sau. Vốn dĩ là tôi, nhưng bây giờ là cậu rồi. Bởi vì tay tôi bó bột rồi. Lớp trưởng đã tạm thời thay đổi lịch trực. Tạm thời thay đổi. Đã bảo là tạm thời, nên cậu không biết rồi, đúng không lớp trưởng? Cậu ấy mặc nhận rồi. Được, tôi làm. Vậy chờ mình làm xong,
Rồi mình đi cùng cậu. Được, vậy để mình giúp cậu. Không được. Lần này vì sao lại không được chứ? Bởi vì Canada cũng muốn đi mua sách bài tập. Hơn nữa cậu ấy còn muốn đi cùng cậu. Thế sao? Vua Thánh Kiệt nói đúng. Nhưng cậu nhiều sách bài tập như vậy rồi, vẫn muốn mua nữa sao? Giải tỏa áp lực. Cách giải tỏa áp lực của học sinh giỏi cũng độc đáo thật. Đi không? Vậy mình không đi cùng cậu nữa. Không sao. Cậu mua bao nhiêu, mình kèm cậu bấy nhiêu. Thế nào? Nói lời giữ lời nhé. Vậy giờ mình mua sách bài tập xong sẽ về tìm cậu. Đi. Hôm nay nhất định mình sẽ mua thật nhiều thật nhiều. Sách bài tập có thể khiến thành tích tiến bộ vượt bậc. Không có sách bài tập như thế đâu. Không ngờ cậu cũng có ngày chịu nghe lời thế. Bảo cậu quét lớp thì quét lớp. Giúp đỡ người tàn tật là đạo đức tốt. Dù sâu tay cũng bị phế rồi, quan tâm cậu chút cũng là điều nên làm. Cậu nói ai phế hả? Cậu đừng giận. Đã nói rồi, tôi tình nguyện ở lại để giúp cậu. Ai bảo cậu ở lại giúp tôi chứ? Cậu để đó, tôi tự làm. Không cần miễn cưỡng đâu. Cậu coi thường ai chứ? Cậu chống mắt lên mà xem tôi. Dọn dẹp lớp sạch sẽ. Chết rồi. La Lệ Lạp. Thì ra cậu chính là kẻ theo dõi biến thái. Tặng quà rồi viết thư cho La Lệ Lạp suốt. Kẻ theo dõi biến thái gì chứ? Không phải tôi không làm thế. Không phải cậu thì ai chứ? Bức thư này không phải cậu định đặt vào quyển sách của La Lệ Lạp sao? Không phải, nó bị rơi xuống đất. Tôi chỉ nhặt hộ lên thôi. Không tin cậu hỏi cận hàng xem. Đúng thế, phải không? Người này cũng đáng thương thật. Cậu ta cũng chỉ tặng vài món quà, viết vài bức thư thôi, mà lại bị nó thành kẻ theo dõi biến thái chứ. Sao cậu biết chỉ có vài bức? Không lẽ lại có tới mấy chục bức sao? Cậu được hâm mộ như vậy từ bao giờ thế? Đều do một người gửi. Vậy cậu ta thích cậu lắm đấy. Đây mà gọi là thích sao? Bạn La Lệ Lạp xin chào. Mình thấy cậu luôn thích đeo chiếc cặp tóc màu tím, nên đoán rằng cậu thích màu tím. Vậy nên mình tặng cậu con búp bê voodoo màu tím này. Cái quỷ gì thế? Quyển tầng thứ 19 của địa ngục này tặng cho cậu. Nhìn cậu, đưa tôi. La Lệ Lạp, chờ mình với. Cậu cầm theo chúng để làm gì? Tiêu hủy toàn bộ. La Lệ Lạp, ngày mai đúng vào cuối tuần, không phải đi học. Mình nghe nói khu ẩm thực mới mở một tiệm bán bạch tuộc viên vô cùng ngon. Hay là ngày mai chúng ta cùng đi ăn nhé. Tối nay mình có việc, cậu tự đi đi. La Lệ Lạp.
Thật sự có người theo dõi cậu ta sao? Cậu muốn giúp cậu ấy? Ai muốn giúp cậu ta chứ? Hắn đâu theo dõi tôi, liên quan gì tới tôi chứ? Cậu nói đúng. Vậy thì kệ đi. Đúng, kệ đi. Rõ ràng biết bản thân bị người ta theo dõi. Tan học xong không về nhà, còn chạy tới đây mua sắm. Không phải cậu nói không quan tâm tới chuyện của La Lệ Lạp sao? Tôi có quan tâm đâu. Tôi đang giữ gìn uy nghiêm của một đại ca đấy chứ. Tôi từng nói bạn học ở trong lớp đều dưới trướng tôi. Ai ức hiếp bạn trong lớp thì không phải là giẫm đạp lên thể diện của tôi sao? Thế sao cậu tới đây? Kẻ theo dõi quá nguy hiểm. Dựa vào IQ của cậu thì chỉ e một người. Tôi cơ bụng 6 muối đấy, cậu thì hẳn một muối. Rốt cuộc ai nguy hiểm hơn? Cơ bụng có thể tập, IQ không tập được đâu. Hơn nữa, cậu còn gãy một tay rồi. Cậu ấy đi rồi. Lát nữa cậu bận gì không? Mình muốn đi mua rùa. Mình đi cùng cậu. Xin chào, quý khách muốn mua gì? Em muốn mua cho mẹ một thỏi son. Son của cửa hàng chúng tôi. La Lệ Lạp này tuổi còn nhỏ mà sao còn mua sắm giỏi hơn cả mẹ tôi vậy chứ? Đúng thế. Hai anh muốn mua son sao? Đây là son không trơ mới của cửa hàng chúng tôi. Có thể dùng thử. Một người đàn ông như tôi bôi son gì chứ? Cậu ấy nhìn sang đây rồi. Chúng ta giả bộ mua đồ. Cậu làm cái gì thế? Giả vờ mua son. Đã đi chưa? Đi rồi đấy. Cẩn hàng, sao cậu tô thành ra thế này hả? Cậu cố tình phải không? Biến thái. Tối hôm nay mặt trời to thật đấy. Đúng thế, mặt trời to thật đấy. Đâu mất rồi? Biến thái! Bên kia! Đừng động vào cậu ấy! Đừng động vào ai! Tôi! Là tôi! Làm phiền rồi! Cậu! Sao cậu lại ở đây? Tôi đến để giữ gìn sự uy nghiêm của một vị đại ca. Uy nghiêm? Tôi thấy cậu bình thường rất yếu điệu, không ngờ cũng có mặt mạnh mẽ. Ngưỡng mộ đấy. Thứ tôi dùng là trí tuệ, không giống như cậu. Cậu đã có trí tuệ vậy thì tôi không cần giúp cậu nữa. Tôi đi trước đây. Cẩn thận. Còn dám đánh lén nữa. Cậu không sao chứ? Sao thế? Đánh xong rồi cậu mới tới. Cậu là của lớp A3. Không, không phải tôi. Là Tào Nguyên lớp A3. Cậu quen cậu ta sao? Lớp từ 11A1 đến 11A7 tôi đều nhớ. Tôi học 2 năm nay rồi mà chả nhớ ai cả. Cậu mới tới được bao lâu chứ? 18 năm nay, chẳng thấy cậu nhớ nổi một ai. Tại sao cậu theo dõi La Lệ Lạp? Tôi không có ác ý. Không có ác ý mà theo dõi cậu ấy làm gì? Lúc nãy còn bổ nhào vào cậu ấy. Tôi chỉ muốn tặng cậu ấy thứ này thôi.
cậu già cận hàng đi theo cậu ấy suốt từ cổng trường, nên tôi không có cơ hội đưa cho cậu ấy. Bọn tôi đang nói cậu đấy, cậu lôi hai chúng tôi vào làm gì? La lệ lạp, người ta tặng quà cho cậu, cậu bày tỏ thái độ đi chứ. Những món đồ từng xuất hiện trong ngăn kéo bàn tôi đều là cậu bỏ vào sau. Mình thấy cậu cứ nhìn chúng suốt, tưởng rằng cậu thích nên đã mua hết những thứ đồ đó. Thứ này cũng thế, tôi sẽ không nhận đâu. Sau này cậu đừng làm như thế nữa. Tôi không thích. Mình thật lòng với cậu. Cậu ấy đã nói là cậu ấy không thích. Cậu cứ rằng cậu đối tốt với cậu ấy, nhưng cách đối tốt của cậu chỉ gây rắc rối cho cậu ấy. Cho nên đừng đem cái cậu gọi là thích áp đặt lên cậu ấy. Đúng thế, người ta nói không muốn nhận thì cậu đừng tặng nữa. Nếu cậu còn dám tặng, cẩn thận tôi sẽ... Tôi sẽ đưa cậu lên gặp hiệu trưởng để nhà trường xử lý cậu. Làm sao? Hay muốn tôi đánh gãy chân cậu sao? Nhà trường nghiêm cấm bạo lực học đường, cậu biết không? Mau cút đi. Mau lên. Cậu, ánh mắt kiểu gì thế? Cảm động đến ngốc rồi sao? Cảm ơn. Cậu nói gì? Nói to lên, tôi không nghe thấy. Cảm ơn cậu. Nghe thấy rồi. Cậu mà là con gái sao? Hệt như hổ cái thì có. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước đây. Cận hàng, cậu về kiểu gì? Anh Sa tới đón tôi rồi. Vậy cho tôi đi nhờ một đoạn nhé. Cận hàng, chờ một chút. Xong rồi. Đây là... Cái này không có gì. Cái này... Cảm ơn cậu. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn gì chứ? Lớp ta dù ai bể khiếp, tôi cũng sẽ ra tay. Đừng cảm động quá. Tôi không hề cảm động. Cũng chẳng phải tôi nhờ giả cậu đâu. Không cảm động là đúng rồi. Đây mới là cậu chứ. Cậu cứ làm như cậu biết tôi là người thế nào vậy. Đương nhiên là tôi biết. Cao ngạo, thông minh, xinh đẹp. Không ưa tôi, độc mồm, độc miệng, nóng tính. Cậu câm miệng cho tôi. Nóng tính. Cậu, nếu bây giờ cậu thu lại những lời muốn mắng tôi, thì tôi tiện đưa cậu về. Ai cần cậu đưa về chứ? Cửa hàng này xa thật đấy. Nhưng mà mai mua được rùa rồi, cũng coi như đáng đi. Cậu thích rùa sao? Không phải mình thích, là... Hiểu rồi. Cậu định tặng người khác. Hôm nay cảm ơn cậu đã đi mua rùa cùng mình. Không ngờ lại mất nhiều thời gian tới thế. Trời cũng sắp tối rồi. Bố mẹ cậu sẽ không nói gì chứ? Không. Nhưng dạo này cậu có động lực học tập thế sao? Bí mật. Quả nhiên liên quan tới cận hàng. Chẳng trách Vu Thánh Kiệt. Giờ cũng muộn rồi, không biết cận hàng đã ngủ chưa. Sao mình phải quen người lại chứ? Chào một câu thôi mà. Cứng nhắc quá, lại nào.
Sao làm bạn lại không được đối xử tốt như làm thần tượng chứ? Chú rùa nhà cậu cô đơn quá, mình tặng nó một người bạn đồng hành. Chú rùa nói rất thích người bạn đồng hành mà cậu tặng. Vậy chủ nhân của nó có thích không? Để mình hỏi giúp cậu nhé. Chủ nhân của nó không phải là cậu sao? Chủ nhân của nó nói dù trong nhà có thêm một chú rùa rất tốn thức ăn, nhưng cậu ấy rất thích. Sau này mình sẽ bao toàn bộ thức ăn cho rùa của nhà cậu. Ngày nào cũng phải cho rùa ăn một lần, không được thất hứa đấy. Mình rõ ràng nghe ông chủ bán rùa nói 3 đến 5 ngày mới cho ăn một lần. Chú rùa nhà mình hơi háo ăn. Được rồi, mình sẽ tới đúng giờ. Hả hả? Sao tự nhiên con mua nhiều sách bài tập như thế chứ? Ốm đấy hả? Chết rồi. Sao mình quên chuyện này chứ? Hôm nay chắc mình sẽ chiếm top 1 bảng xếp hạng chỉ số vận động của WeChat. Ai không biết, chắc tưởng mình đi làm giao hàng. Số bước chân của Tiểu Kim Cang sao nhiều hơn của mình chứ? Alo, tan học xong cậu đã đi đâu? Điện thoại gắn trên lưng chó sao? Sau khi tan học, mình đi chợ sinh vật cảnh. Sao thế? Cũng không sao. Chỉ là mình thấy số bước chân trên WeChat của cậu nhiều hơn của mình, thấy lạ chút thôi. Của cậu cũng đâu có ít đâu. Sao? Tan học xong đi làm giao hàng hả? Mình đi hành hiệp trượng nghĩa đấy. Lợi hại thế sao Vu đại ca? Được rồi, ai cũng mệt rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sao mình nhớ cận Hàn chỉ có một con rùa thôi mà nhỉ? Sao giờ biến thành hai con vậy chứ? Đợi một chút. Tiểu Kim Cang nói cậu ấy đi chợ sinh vật cảnh. Sau khi về, cận Hàn có thêm một con rùa. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục mặc kệ như thế này. Alo, Tiểu Kim Cang, đang ở đâu đấy? Mình vừa mua gói thức ăn cho rùa ở cửa hàng tiện lợi. Sao, có việc tìm mình sao? Rủ cậu đi xem phim, đang ở dưới sân nhà cậu đây. Chờ chút, cậu vừa nói mua gì cơ? Thức ăn cho rùa. Cậu mua thức ăn cho rùa làm gì? Cho rùa nhà cận hàng ăn. Không phải chứ. Cậu cho cận hàng ăn đã đành, còn cho rùa nhà cậu tan. Sao cậu ta không thăng thiên luôn đi? Sao chúng không ăn vậy? Tại đồ ăn mình mua không hợp khẩu vị của chúng sao? Hay mình cho ăn không đúng cách? Không phải do cậu đâu. Chắc chúng cảm thấy xung quanh chúng có nhân tố không an toàn, nên mới không ăn. Cậu thân thiện chút đi. Đừng có đằng đằng sát khí như thế chứ. Cậu làm chúng sợ tới mức không dám ăn đây này.
Cậu Choang xong chưa? Choang xong rồi thì đi, phim sắp bắt đầu rồi. Hai cậu đi xem phim sau. Mừng cậu ấy tháo bó bột. Bọn mình đi trước đây, ngày mai mình lại tới cho chúng ăn. Đợi một chút. Có chuyện gì sao? Hai người chưa thể đi được. Vì sao? Thay nước. Chúng cần được thay nước. Mẹ của cậu là bể điện. Bể điện cũng cần thay nước sao? Mình bảo thay là phải thay. Được rồi. Nước thay xong rồi, bọn mình đi nhé. Đợi chút. Lại sao nữa? Mình đi xem phim cùng các cậu. Cận Hàn, kể từ hôm nay con và mẹ sẽ sống bên nhau. Mẹ con chúng ta chuyển tới ở một nơi tốt hơn. Hà Hạ, con xem này. Đây là nhà mới của chúng ta. Con có thích không? Thích ạ.